Rồi anh em xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Này đi mò cả nhà. Hôm vợ ống bọng rồi dắt này đi mò. Đi mò thì bỏ tay lưới theo luôn, chắc ghê không kịp quá, mới ghê kịp hôm nay. Dám làm kịp không rồi? Này đi có son rồi đi theo chơi nữa nha. Nào giờ không chịu đi chơi, hôm nay đầu đi chơi không có việc đi. Ta mất nuôi tôm mà ai không đâu được chơi. Sạn cái vợt lại chứ để nó tung lên cái nó đi mất ổn. Thanh dắt xuống Thanh ơi. Lạnh mà xuống nước cái nó hết lạnh rồi. Thanh bắt kiếm con gì kìa. Ai mất thận cho nó chảy dữ nó to dữ. Cá nút nhóc. Cá nút nhóc. Tranh thủ ngồi xuống sớm vậy chứ cái này 8 giờ nữa mới có lớn. Rồi sao canh ra tới vàm á. Bữa hổm mình đi đâu tới vàm nữa ha. Tới vàm. Vỏ tự trôi hay gì phải gặp hang rồi hả? Đậu cái hang này đừng có đi dặm đi. Đứng đó đi. Vịn vịn vỏ lại Thanh ơi. Vỏ lại thôi. Đây giật ra. Lỗ mũi Thanh cái bùng kìa. Đây là cái vỏ tao ngoài mấy ngoài nè. Hang quá không? Rồi. Lấy giật mà cầm đó đi. Rồi, cái ác chưa có chưa? Tao đụng ác rồi nè. Gà gà lên trên đó Vũ. Buông đại. Trên đó đó. Vịnh cái hang này vậy. Giờ cái tỷ nha. Mới ra hả? À. Còn chảy nữa anh. Không có dưới đâu mày, nó ăn xuống đó là nó ăn lên Thanh á. Rồi bây giờ anh giặt luôn đi. Thường thường ăn cá ba ít hả? Ba, hai. Đúng, đúng lỗi hết. Dẫn vô rồi. Ra lúc mà đó giờ chưa tỉ rồi. Từ từ hết đạp mò mò ngách. Rồi vô. Vào ông cổng luôn á. Bố à. Quay đậu rồi. Xuống dưới luôn Thanh. Im không chứ hàng cái im lắm á. Làm hết hay sao giờ dính luôn. Giờ dưới mày Vũ. Hả? Giờ dưới mày. Nó đi ra chứ có đi vô đâu con nhắc á. Từ từ. Sâu ra ngoài nè Thanh dịnh lại nó còn mát thôi. Rồi rồi. Nay lạnh quá cả nhà ơi. Quá. Nhưng mà mình chịu lạnh trước đi rồi mình chừa cái áo khô lại không? Mình lên vỏ mình có cái áo mình trồng vô chứ. Lắm đó nghe. Giật cái cầm cái bao có giật không? Chưa đâu. Lần lần nó có đi tẻ đâu không? Nhẹ nhẹ này. Rung à, chưa gì chứ rung, rung trước rồi cả nhà. Lạnh nó chứ bộ hôm nay không có trời gì sao lạnh dữ vậy. Hả? Còn gọn rồi phải không? Mười lần nữa. Nay nãy nãy nó đi đậu lúa rồi cả nhà. Ơi. Đi có 3 anh em à, mà 5 anh em chứ. Son sáu Son đi theo bơi vỏ nghe.
chưa có động tĩnh gì. Trời ơi. Con nút đóng hết tao quay vậy. Không phải chỉnh những ốc để không phải đứng cái được. Thì hết họng. Chưa có rụt rịch. Không đụng giạc thấy gì vậy? Đụng giạc thấy vậy? Thấy đi, đâu có động bệnh gì nữa. Dạ gần tới chưa? Dạ còn mỗi lần đúng rồi. Đây nè. Không ở hả? Hàng đầu tiên lại không ở. Hên xui. Có gì chưa có giật gì. Đừ. Đâu phải hàng nào cũng ở đâu. Nước chảy quá. Có thằng phải không? Cái này lạnh mà cá giật cũng không biết nữa cả nhà. Có đó, cái gì giật 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 á. Giật á. Nước. Nước chảy. Không có đâu. Không có giật hay vậy? Không có. Bắt lên con cá lạc. Bắt lên con cá lạc 1 ký cũng được. Khỏi cần cá ngát. Không có ngát, không có gì. Lạc dễ ăn lắm. Có bắt á hả? Gạo sát bờ rồi. Tôi đi mò. Rồi, bây giờ tôi cỡ chưa? Rồi rồi. Tôi ráng mò tôi kiếm một hàng. Quá trời cũng một im à. Kiếm hàng coi. Bà cậu ơi, cho con đụng hàng á bà cậu. Mò nước nào cũng không đụng hàng nào bà cậu ơi. Động tĩnh như thế nhỉ? Động tĩnh như thế nhỉ? Mấy ạ? Giống giật giống nhít vậy? Có vô giật hay gì quá. Rồi, có cá kìa, con cá kìa. Nhớ lên. Cái đó nó nhúc nhích là có cá đó. Cảm ơn Thanh. Tại em xui vậy, qua đó là không có. Trời Thanh ơi. Lặng mà nghe nó rù rù rù. Dữ. Wow. Cá kìa. Ôi, cái hàng cũ con đạp ngay đây nữa nè, gặp không chặn cái hàng cũ rồi, trẻ cái hàng cũ này luôn. Cá bự chảm luôn. Nghe tới vô tới lặn xuống là nghe nó rụng rụng rụng. Đây nè đâm. Đưa cho thằng Thanh. Đổ có thu hoạch rồi. Có niềm tin rồi. Có lòng tin rồi. Cử cho Thanh đưa cái họng nó xuống rồi đổ ra. Có lòng tin rồi Thanh ơi. Đúng rồi. Làm cái gì Thanh? Đổ được Thanh. Vũ được không? Được. Sao lấy được? Đi có đoạn đường xa ghê luôn mà không có hang. Mới lại được nha Thanh. Thanh đi cho xong đội Thanh. Còn hang nào nữa không trời. Ai biết. Hang nào để con ra cho tao hai hang rồi đó. Hai hang luôn hả? Ừ. Hang này nó giống đi ra quá à. Có cá nha. Ồ. Ở đó. Chưa giật chưa xuống. Đọc tình nhau.
hộp. Đại vô đây, đại vô, có đại vô không? Còn gì ra đó mất luôn hả? Trời ơi. Để em dỗ rồi Thắm. Cái chuyện còn con nào nữa không? Cái giận không? Còn nào đó. Một con. Con này hơi nhỏ. Đâu có nuôi nó ngày nào đâu mà nhỏ với lớn. Chữa đi. Ê đụng đụng đầu đụng đầu. Tự nghe. Còn nào không? Sao không dụng con nhỏ đây? Chưa. Tới đâu rồi? Biết tới đâu nói. Cá ngát. Con ra lúc rồi đó. Ủa của mày đi đâu vậy? Đi xuống đây nè. Sao tao hăng ăn vô mày quý? Vậy là hăng kia riêng nữa hả? Đụng tay không mà? Vậy là con hả? Chưa. Không còn đạp xuống. Cá nhiều phải con ơi. Đạp ngon quá mà. Chừng còn con nữa nha. Khó là chạy rồi. Khó là cũng gậy dữ lắm rồi. Con lớn cái trời. Ngộ vậy. Cá trầm trầm đi hỏi hàng tiếng. Rồi lấy dặn anh ta. Có trẻ hả? Hả? Ở đâu vậy? Có chỉ lên. Đây rồi. Đây đâu kìa, không phải dưới chân ôi cầm cái cấn nha, đưa thanh lại lấy thanh tương xú vậy sao đi mò cái gì vậy, cá cua có còn gì đâu. Cái này rê khúc lưới cá chẽm thôi, có cá chẽm thôi không, ngay dàm nữa ha, tới sông bự rồi. Xong lớn chả. Đi đại đi chú. Chịu rồi. Ừ đi đại đi. Anh buông cái vỏ ngay. Cái vỏ đi đó. Dạ, dính cá.
đi ông lưới đi mà. Lội đại thôi, teo vỏ lội đại thôi. Trùm đi đâu? Trùm miếng trà hả? Ê, ê dính ra cái nhé. Đậu đại ốp vô đó luôn á Thanh. Nổi thôi Thanh ơi. Nổi không? Nổi từ từ vậy đó. Trời ơi. Mấy cái vợ, ủa cái dầm bê thơ phụ nó hả? Từ từ đi, dịnh đi. Mày đeo đi ra biểu mày lội. Ừ gì, hai ba con cá ngát. Đây con nè. Mày lội cũng nhận vô. Rồi thải lại trước này nè, nhỏ này nè. Đừng thải đó, thải đây nè cái lỗ, cái hốc này. Dính nguyên đống trà đây à. Có nhà mới có cá đó. Bao mà. Cái bãi trà cái đó đó. Đấy, còn số phụ cho. Có giật cá, giật cục cục chứ. Có không à, hay là trà. Nghĩa lặn rồi rung rồi. Rồi dẫn tới Thanh. Ăn luôn rồi hả? Trà gì chứ cá gì? Đó, đừng cho vỏ ra. Thì vỏ nằm đó đi. Để làm vỡ trà từ từ chứ. Quá lạnh rồi. Ở đây nó vô sát bờ không? Đánh bù cạp luôn rồi. Chạy ra đây không? Hãy lưới sát mé vô Thanh ơi. Qua bên đây Thanh. Sát rồi đó. Sát đầu sát. Qua Thanh, qua cái lưới Thanh. Dướng lên chứ có thấy cá đâu. Ra lặn phụ nó đi, rửa ra. Cá gì đó. Dướng hả? Con dướng đây nè. Này có trăng rồi kìa. Dính chà không phải cá đâu. Thôi dài ra, ông ra cái lặn cái chút này. Nước nó chảy vô rồi. Câu lưới vô rồi. Nó dữ ra vậy. Cơm chạy vô à. Cơm chạy vô nha. Sát máy rồi. Chưa từ từ thôi. Gom vô mới biết nó dính đâu nữa chứ. Ừ. Rồi kéo lại vô. Không thấy cá. Đâu có lại quận rồi. Có, nãy cá giật. Cá nào giật trà? Em chưa thấy con nào giật đâu. Ừ. Cá giật không biết, con trà giật không biết rồi. Anh giật đó. Mà chắc này bù cạo đánh kìa cạp 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 cạp. Tám giật cái bực kìa mà, bực kìa mà. Cái vô biết à. Cái chẻm mà tới ổ nó mới biết chứ. Đâu rồi, có đâu. Cái giật bực kìa mà đó.
Có thiệt. Bự không? Có. Bự con một. Coi còn nào nữa không? Chỗ lặn nó bắt cái gì luôn rồi kìa. Lặn đâu nữa xong quá. Cái chỗ đó cạn mà. Lũ vỏ lại à. Kỹ à. Hơn à. Kỹ à. Chắc hơn chắc chở cái món. Món quá, các cái món. Xin điều cái nhà chạy lên bờ chút. Để lưới dính luôn. Rồi chỉa cái gai lên kìa. Cái giật đâu? Nghi chỗ này có giật đâu rồi biết đó. Nghi có chẻm hả? Gỡ vô. Gỡ rồi. Bao tay kìa. Chụp bao tay không? Rồi, ủa ông lấy bao tay ông bẻ đi. Cá ký máy. Đọc được con ngon quá. Này không có hàng nhiều rồi. Có hàng bắt tới hàm hả? Ta đâu có đụng lưới đâu, giữ để thừa tao. Bởi vì đưa lên coi. Tí máy ta đó. Sao bự mà. Ồ, chém nữa. Đưa lưới cho con hay chạy. Hai các con. Bây giờ cái này về không có làm món đó nha. Này trừ cho thằng Vũ. Bây giờ anh em cũng để anh em chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.